Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một trong những cái chủ đề khá quan trọng, đó là nguyên tắc hoạt động của Flash. Chúng ta muốn làm việc với Flash, dù có là Flash off body hay Flash on body, thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái nguyên tắc hoạt động của nó. Nguyên tắc hoạt động của nó là gì? Là khi mà bạn bấm nút chụp thì Flash sẽ nổ như thế nào, máy ảnh sẽ ghi nhận ánh sáng ra sao. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ được cái nguyên tắc hoạt động của cái flash đấy thì chúng ta mới có thể kiểm soát được tốt các cái tình hình khi chúng ta chụp ảnh. Đấy, thì hôm nay mình có dịch lại cho anh em nghe một cái clip tài liệu của ông Mark Wallace ở trên kênh Adorama TV. Đây là một cái trang web nó bán rất nhiều thiết bị về nhiếp ảnh và nó thường mời các nhiếp ảnh gia nổi tiếng về để có những cái bài học hay cho anh em học. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em và dịch cho anh em nghe về cái cách hoạt động và cái cách mà người ta giải thích về cái cách hoạt động của Flash. Rồi, chúng ta cũng bắt đầu vào bài học nhé. Ok, bắt đầu cùng nghe. So let's begin by talking about sync speed. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói chuyện về thế nào là sync speed. The first step in understanding sync speed is understanding how our camera's shutter works. Rồi, muốn hiểu được sync speed là gì thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là cái shutter speed của chúng ta hoạt động như thế nào. Cái tốc độ chụp của chúng ta hoạt động như thế nào? Our camera shutter is made up of two curtains. Rồi, cái máy ảnh của chúng ta được hình thành là bởi hai cái rèm. The curtains open to reveal light to our camera's sensor, sort of like curtains in your house open to allow light to enter a room. Rồi, hai cái rèm này hoạt động như thế nào? Hai cái rèm hoạt hảo hài này hoạt động là nó cũng giống như cái rèm ở trong nhà của chúng ta, là khi mà chúng ta mở nó ra thì sẽ có ánh sáng truyền vào và khi chúng ta đóng nó lại thì ánh sáng sẽ bị mất đi. And just like the curtains in your house, the curtains in our cameras also close to keep light out. Đấy, nó đóng lại thì đồng nghĩa việc là ánh sáng sẽ không còn nữa. Rồi. Now the curtains in our camera, well, they have names. Rồi, cái rèm ở trong cái máy ảnh của chúng ta thì nó có cái tên, đó là first curtain and second curtain, có nghĩa là rèm 1 và rèm 2. There's the first curtain and the second curtain. Đấy, first curtain and second curtain. Đấy. And unlike the curtains in your house, which move horizontally, the curtains in your camera move vertically. Rồi, khác với cả cái rèm ở trong nhà của chúng ta, rèm ở trong nhà của chúng ta thì nó di chuyển theo cái chiều dọc, thì cái rèm ở trong máy ảnh nó sẽ di chuyển theo chiều ngang từ trên xuống, chứ nó không phải là từ hai bên trái phải vào. Các bạn nhìn tay của ông ý. So let's take a closer look at how they work. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cái cách mà cái shutter speed, không phải shutter speed nhé, cái cách mà cái curtain này, cái rèm này nó hoạt động như thế nào. When you press the shutter release with your finger, it tells the camera to open the shutter. Rồi, khi mà bạn bấm nút chụp thì bạn sẽ nói với cái camera rằng là ê, bây giờ tao chụp, thì lúc này cái rèm đầu tiên nó sẽ kéo lên. The first curtain opens to reveal the light to the camera sensor. Đấy, cái first curtain có nghĩa là cái rèm đầu tiên kéo lên và lúc này ánh sáng sẽ bắt đầu tràn vào cái sensor của các bạn. Then the second curtain follows behind to hide the light. Đấy, sau đó thì cái rèm thứ hai sẽ tiếp tục kéo lên và để chắn đi ánh sáng vào cái sensor của các bạn. Sau đó là cả hai cái rèm sẽ cùng trở lại vị trí cũ. Then the curtains reset and wait for you to press the shutter release again. Đấy. Let's watch that again. Ok, chúng ta cùng xem lại nhé. Notice in this animation that the first curtain opens completely. Rồi, chú ý rằng là trong cái trường hợp này là cái rèm đầu tiên nó mở hết ra nhé, thì bắt đầu cái rèm thứ hai mới bắt đầu đóng lại. Before the second curtain begins to follow. Đấy, this only happens at slower shutter speeds. Đấy, thì cái việc mà nó mở hết ra và cái rèm thứ hai bắt đầu kéo lên này thì nó thường hoạt động ở cái tốc độ là 1/200. Usually speeds under 200th of a second. Now watch what happens when we speed things up. Rồi, thì đấy là trong cái trường hợp 1/200, thì có nghĩa là cái rèm thứ nhất nó mở hết ra thì cái rèm thứ hai mới bắt đầu chạy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem những cái trường hợp mà khi mà chúng ta tăng cái tốc độ lên thì điều gì nó sẽ xảy ra. When the shutter speed is faster, the second curtain can't wait for the first curtain to open up. Đấy, thì khi mà chúng ta tăng tốc độ lên thì cái rèm thứ hai không đợi cho cái rèm thứ nhất mở hết ra mà nó đã chạy lên rồi, thì có nghĩa lúc này là cái ánh sáng lọt vào nó sẽ chỉ còn lại là một phần như thế này. Đấy. All the way. If it does, it won't make it across in time. Notice in this animation that the shutter is never fully open. Đấy, thấy chưa? Chúng ta để ý rằng trong cái trường hợp mà khi chúng ta tăng tốc độ lên hơn 200 một cái thì cái rèm thứ nhất nó chưa mở hết, thì cái rèm thứ hai nó đã chạy từ dưới lên rồi. Đấy. It just reveals a slit of light as it travels across the sensor. Đấy, đấy chính là cái tốc độ đấy.
And the slit becomes smaller as the shutter speed increases. Well, now that you know how your camera's shutter works, đấy, bây giờ chúng ta đã biết được là cái shutter, cái màn chập của chúng ta hoạt động như thế nào rồi. We can begin to talk about sync speed. Rồi bây giờ chúng ta bắt nói về cái vấn đề là sync speed, gọi là tốc độ ăn đèn. Sync speed is the fastest shutter speed on your camera. Sync speed faster là cái tốc độ nhanh nhất mà cái máy ảnh của bạn có thể bắt được. That allows the first curtain to fully open before the second curtain begins to follow. Và sync speed nó cho phép rằng là cái rèm thứ nhất của các bạn mở hết ra thì cái rèm thứ hai mới bắt đầu đóng lại. Đấy, thì đấy là cái sync speed. Và cái sync speed này nó thường chỉ đến 1/200 là cao nhất. Đấy. In other words, it's the fastest shutter speed you can use with a studio strobe. Đấy, là đó là lý do vì sao mà trong studio rất nhiều người hay chụp với tốc độ là 1/160, 1/200. Còn lý do vì sao mà chúng ta chụp với cái tốc độ là 1/160, 1/200 mà chúng ta bật đèn ở trong phòng lên mà chúng ta vẫn không bị những cái ánh sáng môi trường nó bị ảnh hưởng vào camera thì đấy lại là một cái vấn đề của khác. Hôm nay các bạn chỉ cần hiểu cái cách hoạt động của cái flash đã. Now let's take another look at that animation. But this time, let's see how our shutter works with a flash. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng lại nhìn lại cái màn chập của chúng ta hoạt động, nhưng mà lần này sẽ là hoạt động với đèn flash nổ. When our camera shutter speed is set to sync speed or slower. Đấy, khi mà cái máy ảnh của chúng ta cài đặt ở chế độ là sync speed thì lúc này sẽ hoạt động như thế này. Chúng ta cùng xem nhé. A few things happen. When you push your shutter release button, the first curtain opens. And as soon as the first curtain is fully open, the flash fires. Đấy, có nghĩa khi chúng ta bấm chụp một cái thì cái rèm đầu tiên nó kéo lên và khi mà nó kéo lên hết thì bắt đầu đèn nổ bụp một phát. Này. Then đấy. The second curtain closes. Đấy. Normally. Rồi, sau đó thì cái rèm thứ hai bắt đầu kéo lên và xong hai cái rèm nó lại trở về vị trí cũ. If we have our shutter speed too high, we'd have problems. Đấy. Thì đấy là trong cái trường hợp mà tốc độ là 1/200 và với những cái tốc độ dưới 1/200 thì là như vậy. Tại vì sao? Vì khi 1/200 thì cái rèm đầu tiên nó vẫn mở hết thì cái rèm thứ hai mới kéo xuống. Ví dụ 1/100 thì cái rèm đầu tiên nó vẫn mở hết thì cái rèm thứ hai nó bắt đầu vậy kéo lên, nhưng mà cái lần này tốc độ kéo nó chậm hơn. Nó nhanh hơn. 1/100, 1/50. Chậm hơn nhé, 1/100 chậm hơn, 1/50 chậm hơn. Nhưng cái vấn đề đó là cái thời gian này là cái thời gian mà cái rèm thứ nhất nó đã mở hết rồi thì bắt đầu cái rèm thứ hai nó mới kéo lên. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái trường hợp đó là khi mà chúng ta vượt qua tốc độ 1/200 thì điều gì sẽ xảy ra. Let's take a look. When you press your shutter release, the first curtain will begin to open. Đấy, thì cái lúc mà khi chúng ta ẩn cái tốc độ vượt 1/200 thì bắt đầu có những hiện tượng như này, thì cái rèm đầu tiên sẽ bắt đầu kéo lên, nhưng khi cái rèm đầu tiên chưa kéo lên hết thì cái rèm thứ hai nó đã chạy theo sau và lúc này flash nó nổ. But before it's fully open. Đấy, trước khi nó fully open, có nghĩa trước khi nó mở hết toàn bộ. The second curtain begins to close. Đấy, thì bắt đầu là cái rèm nó chưa mở hết toàn bộ thì cái rèm thứ hai nó đã bắt đầu chạy lên rồi. When the first curtain is fully open, the flash fires. Đấy, thì đến cái lúc mà cái rèm này nó đã chạy hết lên rồi, cái rèm thứ nhất nó đã chạy hết lên rồi thì cái rèm thứ hai nó đã chạy lên đến một nửa như thế này rồi. Đấy, thì lúc này cái flash nó mới nổ đến bụp một cái. Và đó là lý do vì sao khi chúng ta tăng tốc độ cao lên, chúng ta luôn luôn có một cái vệt đen ở phía dưới của tấm hình. Just like it did before. But this time, part of the sensor is covered by the second curtain. Đấy chưa? Một phần của sensor, một phần của bức ảnh đã bị che bởi cái rèm thứ hai. This will cause our photo to have a black area. Đấy, và đây là nguyên nhân vì sao mà cái photo, cái bức ảnh của chúng ta lại có một cái mảng đen ở phía dưới. Đấy. And the faster your shutter speed, the more black you'll have in your. Và điều này dẫn đến là cái tốc độ càng cao thì cái mảng đen này nó càng lớn. Photo. Well, that answers the first part of the question. Đấy. Và ông ấy nói là đây là first part of the question, có nghĩa là cái phần đầu tiên của câu hỏi. Thì cái phần đầu tiên của câu hỏi, cái câu hỏi này của trong cái bài này, có một người hỏi ông ấy là làm thế nào để đóng băng được chủ thể ở trong studio. Thì ông ấy đang giải thích đầu tiên là cái cách mà cái màn chập nó hoạt động. Sau đó thì ông sẽ giải thích cái vấn đề kia sau, nhưng cái vấn đề kia lại là một cái câu chuyện khác.
Hôm nay mình chỉ muốn các bạn hiểu được rằng là cái phần app của các bạn hoạt động như thế nào khi các bạn bấm đèn, và giải thích cho các bạn là vì sao khi các bạn tăng tốc độ trên 1/200 thì lại có cái hiện tượng là có cái một cái vùng đen ở trong tấm ảnh. Thì các bạn cần phải hiểu được những cái đấy đã, chúng ta cần phải biết từ từ, sau đó chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Đấy, sau khi cái vấn đề về flash này thì sẽ có những cái bài tiếp theo, đó là về vấn đề là thế khi mà flash tốc độ chậm thì nó sẽ ghi nhận ánh sáng như thế nào. Vậy tiếp nữa là HSS High Speed Speed nó là cái gì. Đấy là những cái phần sau, còn phần này mình chỉ muốn các bạn hiểu được cái flash nó hoạt động như thế nào. Và đây là cách flash hoạt động cả ở trên body lẫn cả ở off body, có nghĩa là camera ở ngoài máy không gắn lên máy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ, và đừng quên là subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những clip hay hơn về các bài học liên quan đến nhiếp ảnh. Xin chào và hẹn gặp lại.